Bây giờ thì em lên mua lúa thì tài trợ được 300, hơn 300 chai nước lóc nha. Đó, thì hơn 300 chai nha. Thì để cho anh em vận động viên uống giải khát trong khi nghỉ mệt nhé cả nhà. Thì như là lúc trước á, rồi á, thì hai chồng cũng là hai chồng em lên cũng tài trợ được khoảng hơn 200 chai nước C2. Còn bây giờ thì hai chồng em lên cũng tài trợ được khoảng 300 chai nước suối nha. Đó thì để cho anh em uống trong khi nghỉ xả hơi nha. Giang giang nó lên ơi, dịch cho mà đoạn. Thầy mà tết nữa mà phải thua cái chỗ như thầy rồi đó. Tụi ba tạm mà ngay. Tụi ba tạm ngay. Đây thì hiện tại giờ đang bơi ra ngoài để em chuẩn bị xuất phát. Hả? Ngoài này. Đây là phải xẻo phi phới. Bơi khay phi bèm ngay, bơi khay phi phới ngay. Đoạn đây. Máu bên bụng đây. Em bán cả đây thì anh em mình và bà con bác đến bên rất là đông nha. Đó thì bên kia xong rồi nha. Anh em coi vô rất là đông nha. Quay cái vợ cái nhà đẹp ba muối đó. Bây giờ thì cái khoảng tầm 400-500 mét thôi cả nhà. Đó thì em vẫn như là đi spa nha. Chẳng lốt rồi, cái đèn lốt nha, đã mất rồi. Thank you.
tao nói vậy đó. Ngọt hả?
Đây còn một số anh em ở trên vàng bơi nha cả nhà. Đó vừa rồi thì mình có đi theo ghe, mình ngồi trên ghe rồi những cái anh em vận động viên trên ghe thì bơi đã xong rồi, và thì ghe chuẩn bị tấp vô để thay đổi con thủ nha. Thế thì giờ anh em đã thay đổi tổ thủ nha. Thế thì từ xíu là xuống người trên vàng xuống lại để bơi trên ghe lại nha. Wow, you ơi!